Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng hề. Một mẫu loa hát karaoke chính hãng của Mỹ, tích hợp công nghệ Mixer Dynacord ha, giá chưa đến 20 triệu đồng. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Truyền Hữu Audio. Mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm mới đang có mặt tại shop ha. Với những cái sản phẩm trước mà Hữu đã giới thiệu trong cái gia đình của Electro Voice, ví dụ như là Column Array ở đây ha, 30M công suất 1000W ở đây, hay là loa EVA 8, nè loa này loa EVA 8 có pin ở đây ha, thì ngày hôm nay Hữu muốn giới thiệu cho các bạn anh chị một cái giải pháp hát karaoke tại nhà với cái model mới nhất là ZLX 8B G2 nha. Đây là cái mẫu loa di động mà chúng ta có thể cắm điện trực tiếp, và nó có cái ưu điểm gì thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn anh chị mình luôn. Thì các bạn có thể thấy là một cái thiết kế loa này nó sẽ to hơn so với cái mẫu EVA 8 sử dụng pin ở đây mọi người. Đây là cái mẫu mà Hữu đã từng giới thiệu cho các bạn về cái giải pháp nếu các bạn mang đi du lịch mà các bạn không cần sử dụng nguồn điện, thì đây là cái giải pháp này. Loa này thì công suất với những cái thông tin là Hữu đã chia sẻ cho các bạn rồi, công suất là 400W mọi người ha. Tích hợp Mixer Dynacord ở trong này, các bạn chỉ cần kết hợp với lại mic có dây hoặc không dây thì có thể xài với nó. Nhưng để mà tiết kiệm về cái chi phí để các bạn có thể dễ tiếp cận hơn, các bạn có thể sử dụng ở những cái môi trường mà có thể cắm điện nha. Còn các bạn đi ra ngoài thì các bạn có thể sử dụng những cái trạm điện của các bạn nếu các bạn đi camping. Còn các bạn sử dụng ở quy mô gia đình thì không ngại cái việc là xài pin hay là không pin rồi ha. Đây là cái mẫu cắm điện trực tiếp để chúng ta tiết kiệm về chi phí, nhưng mà chúng ta vẫn có được một cái mẫu loa hát karaoke hay, hát giải trí, hát trình diễn acoustic. Về kích thước thì cái mẫu loa này nó sẽ to hơn so với cái EVA 8 ha. Cái công suất của cái loa này nhà hãng công bố công suất pin nó chính là 1000W ha, 1000W so với 400W của EVA 8 ở bên đây. Về cái củ bass á, thì hai cái sản phẩm này thì nó bằng cái củ bass với nhau. Kích thước bass là bass 20. Nhưng riêng về cái treble thì cái treble của cái ZLX8 này, G2 này nó sẽ lớn hơn so với cái dòng EVA 8. Và cái mắt SBL, cái độ lớn của cái sản phẩm này á, nó là 126 dB. Thì các bạn yên tâm về cái độ lớn khi chúng ta sử dụng ở diện tích từ khoảng 15-20m2, hoặc những cái quán cà phê acoustic nhỏ nhỏ, các bạn muốn hát chiêu chiêu với bạn bè đó, muốn đánh guitar và chơi hát trình diễn thì có thể xem cái mẫu này. Thì giá hiện tại ZLX 8B G2 này là 19.990.000 ha, rất là mềm so với cái giá của cái loa EVA 8 này là 26.800.000, tại vì nó có pin. Thì Hữu cũng nói khách quan cho các bạn luôn, nếu các bạn không ngại cái việc mà chúng ta sử dụng cái nguồn pin có sẵn thì các bạn có thể chọn cái giải pháp này để chúng ta tiết kiệm, mà chúng ta vẫn có cái loa công suất lớn và kích thước lớn như thế này, và độ lớn cũng hơn hẳn luôn để sử dụng ha. Và cái loa này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái đồng hồ, nó sẽ có một cái màn hình hiển thị rất là trực quan so với cái mẫu EVA 8 ha. Nó sẽ có một cái màn hình lớn như thế này và nó hiện gain, nó hiện từ cái đường mic như thế này luôn ha, và màu đỏ. Chúng ta có thể sử dụng một cái app này, các bạn có thể xài một cái app này gọi là cái app EQ Quizmaster để các bạn chỉnh effect, tăng giảm âm lượng của từng đường micro cũng như là tinh chỉnh. Nhưng mà trong này nó có chức năng hay ở chỗ là các bạn xem ở trong menu nè ha. Trong menu này thì chúng ta, các bạn có thể thấy là nó sẽ kết nối được với những cái chiếc sub. Ở đây mình đã up là do mình không có xài cái sub ha. Các bạn muốn xài sub thì các bạn có thể gắn sub vào và chúng ta có thể cắt cái low cut cái loa này đi. Đó, ví dụ 120Hz, 50Hz, hoặc là các bạn xài với những cái sub chính hãng của Electro Voice thì nó sẽ có những cái model các bạn chỉ cần khai báo thôi. Rồi, một cái chức năng hay nữa là nó sẽ cho chúng ta chọn những cái vị trí là gắn trên cái chân gọi là tripod hay là treo lên tường. Nó sẽ có những cái này tại vì trong đây nó sẽ có những cái reset nó cài đặt cho các bạn sử dụng. Đây thì thường Hữu để trên cái cây thì Hữu sẽ chọn tripod. Và một điểm nữa nè, trong cái loa này nó sẽ có chức năng delay. Họ kêu chúng ta tắt cái hiệu ứng hấp phát đi thì chúng ta lại delay. Delay là có nghĩa là khi chúng ta để cái sub ở đằng trước hoặc đằng sau nó bị cái nó không đồng bộ với nhau á, thì chúng ta phải dùng cái phương pháp là delay để cho full sub đồng bộ. Thì cái này nó sẽ ưu điểm hơn so với cái dòng EVA 8 ở đây. Thì thực ra EVA 8 thì các bạn có thể thấy là cái đồng hồ hiển thị của nó đây. Đây các bạn có thể xem nè ha, nó là màu xanh. Đây, và trong menu chính của nó sẽ đơn giản như vậy thôi. Nó không có hiện gain. Nó không có hiện gain cho từng đường mic. Do cái sản phẩm này là cái sản phẩm G2 nên là sẽ có những cải tiến trực quan. Hữu nghĩ nó sẽ có lợi cho người dùng hơn. Rồi, trong cái công nghệ Mixer Dynacord thì nó sẽ có nhiều cái hiệu ứng effect khác. Nhưng đối với những người mà thích hát những dòng nhạc trẻ, nhạc bolero như Hữu ha, hoặc các bạn anh chị mà sử dụng những dòng nhạc sang, nhạc acoustic, thì cái Mixer Dynacord này nó cho chúng ta một cái effect của reverb rất là mềm và
Hữu sẽ thường sử dụng cái effect là concert horn, cái hiệu ứng effect số 3, để cho nó tôn cái vocal của chúng ta hơn. Và các bạn nghe thử cái âm thanh của cái loa ZLX8B G2 này xem như thế nào để các bạn cùng kiểm chứng ha. Thì trong cái gia đình của Electro Voice thì Hữu muốn giới thiệu cho các bạn các chị một cái thành viên mới gia nhập, nhưng mà Hữu nghĩ là các bạn có thể dễ tiếp cận ha, không có rườm rà đâu các bạn. Khi các bạn sử dụng những cái mẫu loa liền công suất và tích hợp sẵn mixer thì nó rất là dễ vận hành. Các bạn chỉ vất thời gian đầu tiên thôi, có nghĩa các bạn mất khoảng một thời gian để các bạn sử dụng để tinh chỉnh về cơ. Nếu các bạn thao tác trực tiếp trên loa bằng nút vặn thì cũng rất là đơn giản, rất là trực quan. Và các bạn xài app thì nó là cũng dễ nhìn hơn nếu các bạn xài trực tiếp cái app này ha, để các bạn chỉnh full sub mid bass treble trực tiếp trên này ha, rất là dễ bằng một cái app thôi. Công nghệ bây giờ nó sẽ ứng dụng vô nhiều những mẫu loa chính hãng này để các bạn đỡ thời gian về vận hành hơn. Ok, mời các bạn nghe thử âm thanh của loa ZLX8B G2. Thì vừa rồi thì các bạn cũng nghe được cái âm thanh Hữu đã test thử với lại giọng hát của bạn nữ. Với những ca khúc mà bên Hữu trình diễn thì các bạn thấy cái âm thanh của loa ZLX8B G2 như thế nào ha. Thì như Hữu nói ban đầu, với tầm giá 19.990.000 đồng, tích hợp đầy đủ công nghệ mixer Dynacord, công suất 1000W và cái độ lớn của nó là 126 dB, thì các bạn thấy nó có hợp lý để các bạn sử dụng ở quy mô gia đình hay không? Hữu khẳng định là cái loa này rất dễ vận hành nha, và sử dụng rất là trực quan, rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần sử dụng mic không dây hoặc có dây, tùy các bạn ha. Các bạn cắm vào là chúng ta sẽ hát ok, hiệu ứng reverb rất là mềm mại và loa có công suất lớn như vậy. Rồi, các bạn có những cái ý kiến đóng góp hay là có những cái thắc mắc gì thì vui lòng để lại comment bên dưới, Hữu sẽ giải đáp cho các bạn trong những video sau. Mọi người nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem nhiều video. Các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm hãy đến trực tiếp địa chỉ showroom của mình. Cảm ơn các bạn chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.